Trong khi ở nhiều nơi trên thế giới, người ta đang lên cơn sốt về tin đồn ngày tận thế, thì chính những người Maya bản địa tại Guatemala dường như lại ít quan tâm đến điều này. Điều họ lo lắng hơn nhiều là cuộc sống bộn bề khó khăn trước mắt. Đây là ngôi làng Chahu ở thành phố cổ Isimche của người Maya tại Guatemala. Những người dân ở đây đang phải sống trong nghèo đói, đặc biệt là những người sống trên vùng đất cao như Pedro Caba. Trong gia đình, ông Pedro là người duy nhất kiếm được tiền. Với mức thu nhập dưới 2 đô la một ngày, không ai trong số con ông được đi học. Tôi rất buồn mỗi buổi sáng thức giấc và nghĩ về con mình. Chúng thiếu thốn từ thực phẩm đến quần áo. Chúng tôi cũng không có cơ hội để có một cuộc sống tốt hơn. Vậy nhưng cuộc sống của người Maya tại đây có thể cải thiện, không phải bởi họ không có ý chí phấn đấu, mà vì họ bị tách biệt khỏi các cộng đồng trong xã hội. Có một sự phân biệt rất lớn giữa người bản địa và người gốc Tây Ban Nha. Tại đây, người bản địa ít được coi trọng, họ không được công nhận trong các hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội. Họ cũng thường bị từ chối khi xin việc. Sự phân biệt đối xử sâu sắc đến mức nhiều người Maya bản địa cho rằng đó chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc sống nghèo khó của họ. Cuộc sống rất khó khăn. Tôi muốn có một công việc trong thành phố để giúp gia đình, nhưng quả thực rất khó. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hơn một nửa số thanh niên người Maya ở Guatemala không hoàn thành bậc tiểu học. Tỷ lệ trẻ em tử vong và suy dinh dưỡng cũng cao hơn đáng kể so với những cộng đồng khác.